Xin chào tất cả quý vị và các bạn quay trở lại YouTube nhà AMD. Trước mắt các bạn đang là hộp của sản phẩm nắp bồn cầu inox với mã là CF500VS. Đây là nắp bồn cầu GM và là một trong những mẫu nắp bồn cầu phổ biến nhất trên thị trường hiện nay của inox. Và ngay bây giờ sẽ là bài mở hộp và đánh giá chi tiết của mình đối với mẫu sản phẩm này. Trước khi đi vào mở hộp thì chúng ta sẽ cùng xem qua các thông tin ở bên ngoài của hộp trước. Ở đây, ở phía mặt trước chúng ta sẽ có các thông tin cơ bản như sau. Mã sản phẩm là CF500VS với mã màu là BVK1. Thì đối với các mẫu nắp bồn cầu inox ấy, thì chúng ta sẽ có hai mẫu loại màu chính, đó là màu kem và màu trắng. Về mã BVK1 thì đây sẽ là màu trắng. Ở phía dưới ghi là nắp bàn cầu này, sheet and cover. Thì ngôn ngữ để in trên bao bì của các sản phẩm bồn cầu inox như nắp bồn cầu sẽ là tiếng Anh và tiếng Việt dùng song song. Kích thước này và trọng lượng là 2kg đối với cái mẫu nắp này. Về các thông số kỹ thuật thì được phía bên dưới sẽ được ghi rất là chi tiết như sau. Ở đây chúng ta sẽ có tên sản phẩm là nắp bàn cầu này, mã sản phẩm này, kích thước này là 495mm đối với chiều dài, 368mm chiều rộng và 64mm là chiều dày. Chất liệu làm nên sản phẩm là nhựa. Còn về sử dụng thì mẫu nắp này sẽ được sử dụng cho hầu hết các mẫu bồn cầu với mã được ghi chi tiết như sau. Ở đây là các mẫu bồn cầu có mã là AC504 này, các mẫu bồn cầu AC700 này, AC710 này, AC959, AC991, AC969 và AC22PVN. Và một số lưu ý khác trong quá trình sử dụng để bảo quản sản phẩm. Giờ mình sẽ tiến hành mở hộp. Đi vào bên trong hộp thì trước tiên chúng ta sẽ có một cái túi đựng bộ ốc vít để chúng ta có thể bắt vít cái nắp này vào bệt này. Đó. Tiếp theo chúng ta sẽ có đây cái nắp bệt CF500VS, nắp nhựa GM được bọc trong ni lông như này. Cả phần nắp trước và nắp sau đều được bọc trong ni lông. Đó. Bạn thấy không? Đó là tất cả những gì chúng ta có trong hộp. Đi vào đánh giá chi tiết về thiết kế cũng như mức độ gia công hoàn thiện. Về thiết kế thì mình đánh giá mẫu nắp này có ngôn ngữ thiết kế khá là tối giản, với cơ cấu bao gồm có phần nắp trên được thiết kế che đi phần nắp dưới như này. Kết hợp với đó là chất liệu. Chất liệu ở đây là chất liệu nhựa trắng bóng. Chất liệu nhựa trắng bóng này nó khá là tương đồng với vật liệu sứ áp dụng trên các mẫu bồn cầu của inox. Về mức độ gia công hoàn thiện thì đây mình sẽ mở ra bên trong các bạn xem. Bên trong này chúng ta sẽ được dập thương hiệu inox này. Và chất liệu đây là chất liệu nhựa. Chất liệu nhựa này thì mình đánh giá cũng khá là tốt. Tuy nhiên nó không thể nào được dày dặn và đặc một khối như là những cái nắp của inox ở phân khúc cao hơn. Đây các bạn nhìn này. Nhìn thì trông có vẻ dáng dày thôi nhưng mà nó vẫn là rỗng các bạn nhé. Này, nhìn vẫn là rỗng. Bao gồm có những miếng đệm cao su như này, giảm chấn. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng đo cái kích thước thực tế của mẫu nắp này. Các bạn cần lưu ý một số thông số như sau. Ở đây các bạn cần quan tâm đó là khoảng cách giữa hai cái tâm lắp nắp bồn cầu. Đây, ở đây mình đo là khoảng 140mm. Đây là một trong những kích thước khoảng cách hai tâm khá là cơ bản áp dụng trên các mẫu bồn cầu của inox. Các bạn cần lưu ý chi tiết này. Về kích thước chiều dài thì các thông số kỹ thuật đã ghi rất rõ là chiều dài tổng thể của mẫu nắp này là 495mm. Tuy nhiên cái chiều dài của phần nắp trên tổng thể thì mình sẽ đo cho các bạn xem thực tế. Ở đây là 450mm. Chiều rộng tổng thể phần nắp trên ở đây đo được là khoảng 368mm. Chi tiết phụ kiện đi kèm với nắp bệt thì trước tiên chúng ta sẽ có cặp gioăng cao su này, gioăng đệm cao su. Nó sẽ giúp cho cái nắp có thể bắt chắc hơn vào bồn cầu cũng như là hạn chế được ma sát của cái phần nhựa của nắp với cái phần sứ của bồn cầu. Và chúng ta sẽ có bộ vít như thế này với cái con vít rất là dài. Với thiết kế như vậy thì cái nắp này có thể lắp được cho nhiều loại bồn cầu khác nhau, đặc biệt là các mẫu bồn cầu từ 2 khối đến 1 khối đều có thể lắp được với thiết kế vít dài như này. Và một đặc điểm nữa là tất cả những cái bộ vít này được làm tất cả là vật liệu inox cao cấp chống han rỉ. Thế nên là độ bền của nó sẽ tốt hơn nhiều so với các bộ vít bằng nhựa hay là bằng các chất liệu khác. Trên đây là bài mở hộp và đánh giá của mình đối với mẫu nắp bồn cầu inox với mã là CF500VS. Và nếu các bạn quan tâm sản phẩm này, các bạn có thể liên hệ ngay theo các thông tin mình để trên màn hình ở đây hoặc click vào phần mô tả video này để biết thêm chi tiết. Cảm ơn tất cả bạn theo dõi.